một mình anh khác thôi. Thật ra em có ý nghĩ giống mình Vân Sơn. Đúng không? Ủa sao em giống như người nãy em nói giống số 1 vậy? Tại quay lại cái chuyện là hồi nãy em khen chị Đào thì Trấn Thành nói rằng là người đi hai chân nhưng không được hai mặt. Nhưng bây giờ câu trả lời hai mặt phải là coi lại là ai đó. Lý Nhã Kỳ. Lý Nhã Kỳ thân mến. Tôi vẫn nói tôi không phải là người hai mặt. Tôi là Bùng Binh. Nhiều mặt luôn đó, nhiều mặt luôn hả? Vấn đề là tôi đang được gọi là dương đông cái tay đánh lừa. Tại sao? Thực ra thấy anh kia anh co lại đúng là thế bò cả thế bò ngựa thiệt. Nhưng thường những cái người bí ẩn ta không bao giờ ta show ra. Nói chung lại rằng là giờ em có đúng là em hay không thì sau cái chương trình này chị sẽ mời em về làm với chị. Làm gì? Làm cái gì? Phải nói cho rõ. Bảo vệ hả? Mời về bán một xoàn. Mà làm cái gì? Em xin lỗi. Tại anh Sơn, vì anh Sơn là thần tượng nên là anh Sơn nhìn qua cái bị quýu hết chưa, nó hết đạn cuối. Thấy chưa? Mới nhìn thôi là quýu rồi đó, thấy chưa? Không, quýu là tại nhìn là hết hồn đó anh. Dạ. Mình đừng có cãi với anh Sơn, để cho anh sai đi. Đừng cãi. Quan trọng là sao? Để làm cái gì? Không, về làm mà đội trưởng đội bảo vệ cho công ty chị em đó. Thì em có võ Kỳ ơi Kỳ. Dạ. Kỳ muốn mời bạn về làm cho Kỳ luôn hả? Thì dạ, không thì... Ừ, biết đâu người ta chịu không? Bởi vậy bây giờ mới đặt nè. Nhiều khi người ta không có mê Kỳ mà người ta mê anh Văn Sơn thì sao? Biết đâu chừng. Nè, bây giờ chọn sai bà mới lý mạc sầu nè. Bà mới tắt đài nè nghe. Người bí ẩn sẽ xuất hiện sau vài phút giải lao.